Thưa quý vị và các bạn, ca nhạc sĩ đạo diễn Hoàng Tuấn Minh có tên thật và đầy đủ là Nhan Thiên Phát, sinh ngày 23 tháng 11, quê quán tại thành phố Trà Vinh. Thuở nhỏ, anh đã yêu thích bộ môn nghệ thuật nhưng vì gia đình khó khăn nên đến năm 8 tuổi anh vừa học lớp văn hóa và đồng thời theo đuổi ước mơ của mình. Anh được tham gia nhóm thiếu nhi ở Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình. Hoàng Tuấn Minh là ca nhạc sĩ và đạo diễn với sự cống hiến nhiều năm trong nghệ thuật. Anh được nhận giải kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2021 với giải thưởng nhạc sĩ trẻ sáng tác hơn 300 ca khúc trong vòng 4 tháng. Và được Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh phong tặng nhạc sĩ trẻ được yêu thích nhất năm 2020. Với hơn 17 năm trong nghệ thuật, anh đã cống hiến với nhiều tác phẩm âm nhạc đặc trưng như Tình Con Xa Xứ, Tình Nghĩa Phu Thê, Bông Cà Na, Đời Sống Lô Tô, Tư Xến Miền Tây vân vân. Ngoài vai trò sáng tác, Hoàng Tuấn Minh còn có thể hát những ca khúc do chính tay mình viết. Trong chương trình Talk Show Gửi Chút Tình Hồng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương, anh chia sẻ. Anh có thể sáng tác ca khúc trong vòng 30 phút với một bài. Anh thể hiện các ca khúc với giọng ca trầm ấm, ngọt ngào luôn để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Với nhiều vai trò trong nghệ thuật, nhiều người nghĩ anh đa tài nhưng đối với anh đó chỉ là đam mê của mình từ lúc nhỏ. Được biết trên báo Nghệ Thuật Đời Sống, sắp tới đây Hoàng Tuấn Minh chuẩn bị cưới vợ với người chung nghề của mình là MC Như Quỳnh. Cả hai đã có thời gian quen nhau trong các chương trình sự kiện diễn chung. Tiết lộ lý do tiệc cưới sẽ hứa hẹn nhiều nghệ sĩ bạn bè đồng nghiệp tham dự. Hoàng Tuấn Minh luôn cống hiến đam mê của mình đến quý khán giả. Anh được mọi người biết đến với sự trẻ trung, điển trai, gương mặt đầy năng lượng. Với những gì đóng góp trong sự nghiệp của anh đã làm nên tên tuổi đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiểu sử ca nhạc sĩ và đạo diễn Hoàng Tuấn Minh trên kênh Tiểu Sử Nghệ Sĩ Online 24 giờ. Xin cảm ơn.